Thưa quý vị và các bạn, do thiếu quỹ đất ở và điều kiện khó khăn nên nhiều hộ dân đang ở vùng sạt lở nguy hiểm vẫn chưa thể di rời. Mặc dù hiểm họa vẫn luôn rình rập mỗi khi mùa mưa bão đến, phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Quỳ Châu, nơi vẫn còn nhiều hộ đang sinh sống trong vùng sạt lở nguy hiểm. Đã nhiều năm nay, gia đình bà Vi Thị Khuyên ở bản Na Cà, xã Châu Hạnh luôn phải sống trong nỗi lo âu mỗi khi mùa mưa lũ về. Nước khe đồng Minh dâng cao và xâm thực ngày càng sâu vào phần đất của gia đình. Biết nguy hiểm và cũng được chính quyền các cấp vận động nhiều lần, nhưng do hoàn cảnh khó khăn và không có đất ở nên gia đình bà Khuyên vẫn chưa thể di rời. Gia đình thì cũng muốn là di rời cho có chỗ an toàn, cho khỏi nguy hiểm con người, nhưng mà gia đình nghèo khó, không biết làm sao mà đi được. Cùng chung cảnh ngộ với bà Khuyên là hồ chị Lương Thị Tuyến. Ra ở vùng đất này nhiều năm trước, những tưởng được an cư, nhưng do khe đồng Minh đổi dòng thường xuyên xâm thực vào đất liền nên đã đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình chị. Mặc dù theo quy định nhà nước, mỗi gia đình di rời khỏi vùng sạt lở được hỗ trợ 20 triệu đồng, nhưng với số tiền đó chỉ đủ kinh phí vận chuyển nhà. Gia đình thì hoàn cảnh chứ muốn kiếm miếng đất để ở cho ổn định cho con cái sau này. Nói thật đến mùa mưa thì nhà chìm nóng ruột lắm, buổi đêm không dám ngủ, nhưng mà cứ nghĩ đến cái hoàn cảnh của mình thì dám nghĩ chứ đến sâu xa không dám nghĩ cái gì khác, cứ nghĩ thì ở tạm ngày mưa thì hãy ngày nữa rồi thôi. Đây chỉ là một trong nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Theo số liệu thống kê của huyện Quỳ Châu thì vẫn còn có khoảng 500 hộ gia đình đang phải sống trong vùng sạt lở nguy hiểm. Phần lớn các hộ gia đình đều rất khó khăn. Mặc dù chính quyền các cấp hàng năm đều vận động di rời, nhưng hiện 10 hộ được hỗ trợ kinh phí để di rời, nhưng vẫn còn nhiều hộ chưa di rời được vì thiếu đất ở. Quá trình vận động thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các hộ gia đình là chưa thể đi được. Với cái nguyên nhân là thì là về cái hoàn cảnh gia đình của các hộ, nhiều hộ gia đình là nghèo khó, mà cái khó khăn thứ hai nữa là về cái quỹ đất. Đất là đã cơ bản có chủ ở là đang là đất của họ. Quỹ đất ở thiếu nên nhiều hộ vùng sạt lở nguy hiểm trên địa bàn huyện Quỳ Châu vẫn đang phải sống bên cạnh nỗi lo mất nhà, mất đất hàng ngày. Với tình trạng trên, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương nên rà soát cụ thể để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Nên chăng hình thành các vùng tái định cư để những hộ khó khăn có điều kiện di rời đến nơi an toàn hơn.